Vũ Hà kính chào quý khán thính giả chương trình Điểm báo của TV Tuần San, phát hình online chiều thứ hai ngày 6 tháng Giêng 2020 từ thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi. Thưa quý vị, sau 2 tuần nghỉ lễ, chương trình Điểm báo trở lại với những bản tin về phiên tòa xử Vũ Nhôm, tức Phan Văn Anh Vũ. Ngày 3 tháng Giêng, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, cùng 18 bị cáo trong vụ thâu tóm nhà đất công sản ở Đà Nẵng gây thiệt hại hơn 22.000 tỷ đồng. Theo báo chí trong nước, một số bị cáo trong vụ án làm thất thoát công quỹ hơn 22.000 tỷ đồng ở thành phố Đà Nẵng khai rằng chính bí thư Nguyễn Bá Thanh, nay đã chết, đã gọi điện giới thiệu bán công sản cho Vũ Nhôm, tức Phan Văn Anh Vũ. Ông Huỳnh Tấn Lộc, nguyên giám đốc công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng, thừa nhận bán hai nhà đất cho Vũ Nhôm vì có giới thiệu từ ông Nguyễn Bá Thanh, bí thư, và ông Trần Văn Minh, chủ tịch thành phố Đà Nẵng lúc bấy giờ. Còn ông Phan Xuân Ít, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, cũng khai không có quan hệ gì với Vũ Nhôm, nhưng biết nhân vật này có mối quan hệ với Ủy ban, quan hệ với bí thư kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân cũ đã mất, tức ông Nguyễn Bá Thanh, và sau đó có quan hệ với ông Trần Văn Minh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong khi đó, cựu phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Đào Tấn Bằng khai rằng thông qua lãnh đạo thành phố, cụ thể là ông Trần Văn Minh, nên biết Vũ Nhôm, và ông Trần Văn Minh nói với Đào Tấn Bằng rằng Vũ Nhôm có công ty Bình Phong của Bộ Công an. Cũng theo lời khai của ông Đào Tấn Bằng với hội đồng xét xử, thì ông Trần Văn Minh nói rõ hoạt động tình báo của lực lượng công an có các pháp lệnh, nghị định, quy định, trong đó phải tạo điều kiện để công ty Bình Phong hoạt động nhằm bảo vệ Đảng và Nhà nước. Cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến, vào chiều ngày 3 tháng Giêng, khi bị hội đồng xét xử thẩm vấn về trách nhiệm cá nhân trong việc chuyển nhượng 22 nhà đất dự án bất động sản cho công ty của Vũ Nhôm, khai rằng khi còn là phó chủ tịch, việc giao đất cho Phan Văn Anh Vũ được thực hiện theo chỉ đạo của hai chủ tịch tiền nhiệm và không hề hưởng lợi ích vật chất nào. Cáo trạng nêu rõ, Vũ Nhôm đã lợi dụng các mối quan hệ thân quen với các lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và các sở, ngành liên quan nhằm nắm bắt thông tin đất đai, đặc biệt đất ở ven biển. Vũ Nhôm được nhóm của hai cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006-2014 chỉ đạo cho cán bộ cấp dưới thực hiện các biện pháp để thâu tóm đất đai. Cáo trạng nói Vũ được ưu đãi để có thể thâu tóm hàng loạt nhà đất công sản tại Đà Nẵng nhờ các thủ thuật như không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, áp đơn giá giao quyền sử dụng đất, không theo giá thị trường giảm 10% tiền sử dụng đất chuyển mục đích từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở. Thực tế đó khiến nhà nước bị thiệt hại hơn 22.000 tỷ đồng, trong đó thiệt hại tại 22 nhà đất công sản là hơn 2.400 tỷ đồng và tại 7 dự án đất là hơn 19.600 tỷ đồng. Qua 2 ngày xử, mạng Dân Làm Báo có bài viết như sau. Phiên tòa xét xử vụ án Phan Văn Anh Vũ cùng các cựu lãnh đạo Đà Nẵng đang diễn ra với nhiều tình tiết khá thú vị. Với tổng số tiền thiệt hại do chuyển nhượng đất công thành tài sản cá nhân cho các công ty do Vũ Nhôm trong vai trò là thượng tá công an tình báo đã làm nhà nước thiệt hại 22.000 tỷ, gần 1 tỷ đô la. Vũ Nhôm đã bị xử 8 năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, 17 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa thứ 3 dự kiến kéo dài đến ngày 15 tháng Giêng 2020. Trong phiên xét xử ngày 4 tháng Giêng 2020, Phan Văn Anh Vũ đã lên tiếng tố cáo công an điều tra ăn cướp tài sản cá nhân bao gồm 29.000 đô la Singapore, một đồng hồ Rolex, 3 cái điện thoại và hình như một máy tính xách tay. Đây là những đồ vật mà theo Phan Văn Anh Vũ thì cơ quan điều tra tạm giữ nhiều đồ dùng cá nhân. Các anh điều tra viên lập tới lập lui biên bản vào mở niêm phong rồi lại lập tiếp, nhưng không bỏ tài sản chứng cứ này vào cáo trạng. Không chỉ dừng lại ở việc tố cáo công an ăn cướp,
Phan Văn Anh Vũ phản cung, không thừa nhận mối quen biết với các cựu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và phủ nhận cáo trạng mà Viện Kiểm sát đã đưa ra, đặc biệt nhất là đề nghị hội đồng xét xử không gọi mình với cái tên Vũ Nhôm. Thưa hội đồng xét xử, hôm nay có cả đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo cũng mong các vị lãnh đạo viện bỏ cái tên Vũ Nhôm ra ngoài. Cha mẹ khai sinh ra bị cáo tên Phan Văn Anh Vũ, không có tên Vũ Nhôm, cứ gọi Vũ Nhôm làm cho báo chí đưa tin bị cáo như tội đồ. Trước lý lẽ này, hội đồng xét xử đưa ra đề nghị cơ quan báo chí tôn trọng quyền cá nhân theo luật, không gọi bị cáo Phan Văn Anh Vũ là Vũ Nhôm. Cái tên Vũ Nhôm chính thức được khai tử trên mặt báo. Ngoài ra, trong ngày 4 tháng Giêng 2020, Phan Văn Anh Vũ cũng công bố trước tòa chi tiết mình không phải bị bắt mà tự vào cơ quan công an Singapore đầu thú, sau đó được dẫn về Việt Nam. Hẳn sau hai phiên tòa bị xét xử với tội danh cố ý làm lộ bí mật nhà nước và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Phan Văn Anh Vũ đã có nhiều kinh nghiệm và chuẩn bị một cuộc phản công bất ngờ mới trong phiên tòa thứ ba này. Chúng ta cùng chờ xem màn hài kịch này sẽ đi đến đâu khi Vũ phản cung và đẩy trách nhiệm về cựu bí thư tỉnh ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, người đã qua đời. Nhưng thưa quý vị, Nguyễn Tấn Dũng còn sống mà bị Nguyễn Bắc Son tố cáo, ông ta vẫn nhẫn nhơ, thì Nguyễn Bá Thanh đã chết sẽ làm gì ông ta? Thưa quý vị, chỉ còn 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán, đây là dịp để cán bộ, đảng viên Cộng sản quà cáp nhau, một hình thức hối lộ tham nhũng vốn đã có từ lâu và hết thuốc chữa. Báo Tuổi Trẻ ngày 2 tháng Giêng 2020 chạy bài với tít chặng đường đi của quà biếu với nội dung như sau. Từ Tết Nguyên đán đầu tiên của nhiệm kỳ này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị tất cả hệ thống hành chính không chúc Tết lãnh đạo, không biếu xén, không phong bao, phong bì, yêu cầu các tỉnh không về Hà Nội chúc Tết. Nay bước sang năm cuối nhiệm kỳ, Thủ tướng lại một lần nữa nhấn mạnh Tết không mang quà biếu ra Hà Nội, xe cộ ụt ụt tới nhà các lãnh đạo. Để Thủ tướng còn phải yêu cầu, nhắc nhở, có nghĩa là tình trạng mang quà đi biếu và nhận quà biếu vẫn còn hình ảnh xe cộ ùn ùn là có thật. Một thời dư luận đã đề cập người dân ở những khu phố, con đường có nhà của các vị lãnh đạo, đặc biệt là những lãnh đạo có quyền lực trực tiếp về nhân sự, tài chính, dự án. Với các cấp, các ngành, các địa phương thì mỗi dịp cận Tết, xe cộ xếp hàng ngoài cửa càng dài. Lại nhớ phiên họp báo chính phủ thường kỳ ngoài Tết Nguyên đán đầu nhiệm kỳ, người phát ngôn chính phủ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhận định rằng tình trạng biếu xén quà Tết đã giảm khoảng 70% so với các năm trước. Khi được hỏi căn cứ vào đâu để đưa ra nhận định này, ông Dũng đáp là theo thăm dò dư luận nhân dân, rồi theo dõi diễn biến tình hình giao thông, báo cáo của các cấp các ngành. Đúng là tình trạng biếu xén lãnh đạo trong dịp Tết có giảm thật. Hỏi riêng lãnh đạo một số địa phương thì các anh chị tâm sự thật rằng nếu như trước đây cứ gần Tết là phân công nhau đi rải quà diện rộng, bởi biếu người này mà không biếu người kia, biếu nơi này mà không biếu nơi khác thì thấy khó coi. Nhưng kể từ khi có yêu cầu của Thủ tướng, địa phương cũng cắt đi đáng kể. Nói về tình cảm, về văn hóa Việt Nam, quà Tết là chuyện bình thường. Nếu đó là những món quà mang nặng giá trị tình cảm, tri ân, là sự quan tâm lẫn nhau giữa những người họ hàng, bạn hữu, đồng chí, đồng nghiệp. Điều mà Thủ tướng yêu cầu dư luận chống đó là tình trạng lạm dụng văn hóa biến nó thành tệ nạn, phục vụ cho những mục đích không trong sáng. Văn hóa khi bị biến thái thì không còn là văn hóa nữa. Phiên tòa xử vụ án Mobifone, AVG vừa qua là một ví dụ khi những hộp cắt tông hàng trăm ngàn, hàng triệu US đô la đi kèm túi trái cây thì đó không phải là quà Tết mà là đưa nhận hối lộ. Ví dụ nêu trên cũng cho thấy việc ngăn chặn tệ nạn quà biếu không phải là dễ và vấn đề đặt ra là làm sao ngăn chặn được đường đi của những món quà bất chính như vậy. Khi người ta không nhận quà tại nhà thì có thể nhận tại cơ quan, không nhận ở Hà Nội thì nhận tại quê, nhận tại các khu nghỉ dưỡng, sân góp. Trong một nền kinh tế tiền mặt không kiểm soát được dòng chảy của các khối tài sản, người ta vẫn dễ dàng vác cả bao tải tiền US đô la đi biếu. Nguồn gốc tài sản của cán bộ công chức cũng chưa được kiểm soát và giải trình minh bạch, hiệu quả,
thì có thể con đường đi của quả biếu sẽ tinh vi hơn. Vậy nên, bên cạnh các chỉ thị, yêu cầu của Đảng, Chính phủ, sự giám sát, phê phán của dư luận nhân dân, việc sớm thực hiện các giải pháp kiểm soát, thu nhập minh bạch tài sản của cán bộ công chức, kiểm soát các dòng chảy tài sản trong xã hội một cách hiệu quả mới chấn chỉnh triệt để được tệ nạn này. Thưa quý vị, làm sao có thể có sự minh bạch hay chấn chỉnh khi chính Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng có truyền thống tham nhũng hối lộ? Làm sao Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng có thể bài trừ tham nhũng khi không có cơ quan độc lập kiểm soát và chế tài đảng? Làm sao có thể chống tham nhũng khi người chống tham nhũng lại là kẻ tham nhũng? Chỉ còn một phương cách hữu hiệu nhất, dẹp cái Đảng Cộng sản quái thai này. Thưa quý vị, một điểm báo tuần này của TV Tuần San Online đến đây chấm dứt. Vũ Hà xin chào và hẹn gặp lại lần tới.